Sông Trình Quỳ. Ông chủ rẽ bạc ca mình to cây đồng nai ca thì tiêu thí sao nà ca sao nà ca được thay ní ông chủ rẽ hàng đam sắc cây cam đam đằng rót bạc bình ní pi thí ccp pi rồi hạ sụp mũi tam rịa bạc pon sọt tua bịa pon ông hết bọt mình chia nơi ca rịp áp bìa pìa hai nâng bật to sắc đam sắc cây cam đam đằng rót bạc bình ní mong vốn bận chọn làm chi sao nà cá lúc xây sai vật thí làng ri cam pi san pi vật tự nhiên à vật tự nhiên việc ký nông bộ cố đại ông nhiều đất còn chưa cho rúm nông trong cách làm nà cá sao nà cá được ngày này xôm chơi xôm group lộc bát thiên sản phẩm sao nà cá nơi ngày này làm chi có sông co khơi thả group hiện kỳ tiếng o nơi đường đây này miên vật tự nhiên đòn lái lộc nôn chi miền vật miền nơi bản tục không khôn khang cao xa sạm nà cá nỉ đại lộc na sông lẹ băng sắt miền vật miền đại toa pi bản tục sạm nà cá sầm rập ngày nỉ lì khất lẹ băng sắt ở bờ lộc nôn chi ban bạc cô đo làm chi rụi hài hai đam đằng rập bạ về nỉ đại trơ mọc đào sạch cây cam nơi ngày nỉ miền ra hà sơn niêm pi thi si si pi pi rồi hà sơn mùi đam đằng rập bạ về nỉ rụp nỉ nâng đào sạch cây cam tam rịa bạc con sa tua pi khai bay lần hai đam đằng rập bạ về nỉ đại trơ sạm sạch cam mình toa cứ lộc sậy mầm vón lúc đấy miền vật miền là con bản tục rồng chám ca có hai bị ăn cho nên bẹ, xong mà con lục tiền. Ông con lục đấy sai cô thì chia ra bông đấy ông nhung rác sầm rách lưới sầm na xong rồi bỏ chun chọc chọc nôn chia chỉ muốn sần. Ông nhung rác ban từ tu lịch khách xong rồi bằng sức châu rùm sao nà ca để tổ không bản tục sao nà ca nít. Rồi bỏ chun chọc chọc nôn chia cho ngày đi tập muốn khai cảnh nhá cho năm bị con tập muối đại ban mình chạy thả. Đại cốt miền bành hà sau cục hiếp chư có bá chư dừng kết mình ai dừng cư dụ bán mình ai chọn ở rong bàn dũ nâng đám bây mình là tập hiếp cho rùm sao nà ca nên thay khẳng mốc ở miền bật sật hiếp luôn xong lẽ bóng sức cho rùm nâng miền vật miền đẹp toàn hông bật tục sao nà ca nâng thay tí đọc bốn khai cả nhà cho năm bí phón đọc mùi này mì thư vi ca bia cái đây đọc bọc rùm nàm pram ông bí phá phá phó này ca lẽ bóng sức ní thà ca lẽ bóng sức ní mình ai bọ sài thà chỉ ca lẽ bóng sức đọc luôn nông ca cắt cái đây đầy dư tử thó rư có sức nông ca chồng tố từ nâng phó tăng trong các đạo mà hai rồi đại chúng từ là ca này rút phê và lia này sai hồn ca lời rút luôn lại bạn khơi công nát hai bình nứt sau cuộc phiếp chôn chọc chọn nguồn chia đại thu lần là ông đạo rút phê và chạm cá bình nứt phía ba thay toàn sau cuộc phiếp chôn chọc chọn nơi ở bò ta có cho thằng ngày thì đọc bằng môn khai cả nhà cho năm bị bọn đọc bằng mối bán cọt bằng cọt thả sàn phiếp ra bỏ lụng nguồn chia thằng ngày này miên là ca rạ chư chừng kè ràm ráy อารมณ์สปึกใดครั้งสดำชื่อคลังปีหลังกุยยูตรอมมันบานหนึ่งบานพระดาลอนุสาธาสมอยองจุ่มเรอันยัดอารมณ์ยืดโจรวมตามด้านกิจกรรมนาการสาวนาการปีมันทุกครั้งกล่าวซาสาวนาการนี้ไปเรือมูลฐานนี้หนึ่งยูงตามบทบัญญัติในบทเทียนไปสมุยพรำในทีมไทยฟองอบอตะก้อองจุ่มเรยูเพิ่มหนึ่งอันยัดอายุจุนจับจอมมุนเตียโจรวมหนึ่งตามด้านกิจกรรมนาการสาวนาการปีจุ่มไงพี่มันตุบคุมคลุนมวยทัดในคางกรามซาสาวนาการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอดตัวสำหรับระยะเพื่อสาวนาการเป็นมวยไงนี่ผมก็ไปบล็อกบล็อกในสอดตัวช่วยประกอบสอดตัวสำหรับจุนจับจับนวลเชี่ยอาจูรุ่มหนึ่งตามด้านกิจกรรมการสาวนาการปีจงไงพี่มันตุบคุมคลุนมวยทัดในคางกรามซาสาวนาการนี้ช่วงระยะเพื่อในกิจกรรมการสำหรับสาวนาการไงนี่ยืมต่อองค์เรียนหนึ่งสนามสกายกัมดามดังรัฐบาลวินิปีที่ CCP ปีโดยหาสมุยตามระยะปปอนสอดตัวตามมติสอดตัวเรียบจอมประกอบสำหรับตามดังรัฐบาลวินิรูปนี้ให้เรนเนอร์จุ่มเรียบสู้ลูกใส่ดามดังรัฐบาลวินิจ้าจะเรียบสูนออกลูกตึกออกเดินจังแต่ปีจุ่มง่ายจ้าตาลูกใส่ชุ่มไอ้ได้ตาลูกใส่กาดในไทยนะใครนะชนามนาได้กาดในไทยติดใบใครกับมวยชนามหมอกวันกับมวยร้อยห้าสิบ
អរគុណលោកស្រីតើទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅកន្លែងណាដែរអ្នកខ្ញុំកើតនៅខេត្តកោះចេះស្រុកកោះចេះតើបច្ចុប្បន្នលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្រុងប៉ៃលិនសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីប្រកបមុខរបរអីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូនចៅអ្នកមើលថែនៅផ្ទះឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់លោកស្រីគាត់ជាមួយដែរឪពុកមានខ្ញុំឈ្មោះសាច័ន្ទហេងស្លាប់ហើយម្ដាយឈ្មោះផាន់ជេតនៅជូរ៉េអរគុណលោកស្រីតើប្តីលោកស្រីឈ្មោះអីហើយមានកូនប្រមាណអ្នកប្តីឈ្មោះណាសឹងចយមានកូនម្នាក់តែកូននេះស្លាប់ទៅទៀតហើយអរគុណលោកស្រីលោកស្រីហៃហេងឡៃហៀងអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកស្រីមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វមុនីក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះហើយដូច្នេះនៃចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់លោកស្រីលោកស្រីអាចមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មមានន័យថាផលអន្តរាយដែលកើតមានចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះតើលោកស្រីធ្លាប់បានផ្ដល់សកម្មកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជីពក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបើមានធ្វើគឺប្រមាណដងធ្វើនៅកន្លែងណាចា៎ពេលរយៈប្រមាណឆ្នាំមុន7 8ឆ្នាំមុនគឺមានធ្វើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីម្ដងជាមួយអ្នកគ្រូចន្ទធូម្ដងជាមួយក្រុមការងាររបស់តុលាការម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេលោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនេះតើលោកស្រីបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកស្រីបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មពីពីមុនជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរទេចាជំរាបប្រសាសន៍ខ្ញុំបានអានពីម្សិលមិញនឹងចិត្តភ្លឺនឹងខ្លះហើយបានជាប់ហើយតែមិនអាចចងចាំបានទាំងអស់ទេអរគុណលោកស្រីតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងនឹងចងចាំបានតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកស្រីបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងសក្ខីកម្មដែលលោកស្រីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុននេះដែរឬទេចា៎បានពិនិត្យឃើញថាមានការត្រឹមត្រូវហើយអរគុណលោកស្រីក្នុងការសិញសួរដេញដោលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិរូបនេះអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិ91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វមីនីក្នុងការសួរដេញដោលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិរូបនេះមុនភិក្ខុដតេជិននឹងក្តីហើយសហមេធាវីនាំមុខរួមជាមួយតំណាងសហប្រញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃសវនកម្មនេះសូមអញ្ជើញមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វមីនីបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកឧស្សាហ៍ចៅក្រមមេធាវីនាំមុខសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមេធាវីទីស្រីណាជាអ្នកសួរសំណួរទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអរគុណលោកមេធាវីនាំមុខសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិន័យសូមអរគុណជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនិងអង្គសមនាការទាំងមូលជំរាបសួរលោកស្រីសលៃហៀងលោកស្រីមើលឃើញខ្ញុំដែរទេលោកស្រីខ្ញុំឈ្មោះទីស្រីណាជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតាំងសំណួរទៅកាន់លោកស្រី
đòi đồng bóng nhóm trong xu vẹp quân nâng chi vẹp bảo vật được xảy bình tĩnh. Môn chân nam mà bọn bọn rồi chất dập ta lục xảy luôn ở nà đáy hay lục xảy thua vậy đáy bê nông. Môn chân nam mà bọn bọn rồi chất dập rám nên nhóm nâng tiết ban một chân nam rút có chỗ rùm trong cho là nà vừa phạt đi vót nơi chân nam mà con của một rồi chết sập môi lục xây miền bắc sa tha lục xây nơi tiền nước tì lầm nợ bao lục xây cà pi môn nơi ảnh à đấy lục xây cha nơi không còn tốt không còn tốt bị đào máu cái hai thà khai cái chết à lấy cái hai thà sọc chặt bờ rây khai cái chết tại sọc chặt bờ rây mình mang sọc cái chết bị đau chỉ chặt bờ rây mình cho sát than ở phía trong cua xa lục xoáy dạng mạch đá bê nóng than ở phía là bê nóng trong cua xa được nóng thế kì ao chơi chỉ sài rùm bật to tới nông cày móc cây mình chôn tới nông xã hạ co cô bài rùm vừa cả nghề rùm cho lục sấy mi lục sấy miệt bông ôm vào mặt này đây lục sấy phi bông phi tại phụ ôn được tôi đang môn được nhóm trả tranh tới phụ ôn tôi nít kì bà mô tôi đã mặt đông bọc cái ai phía cô tới xây xây nơi tự tu những nơi chú chi chú ai ách cô ấy nhóm tới nhóm xong thua ca bà chạy lục xây tịch thà ta ơi môn chân nạp ơi ở vậy để lục xây ban rịp rộp nâng cư lạ cà lăng nâng môn chân nằm bòm bồn rồi chặt sập ràm tàn chân mên tế chà xong bác con môn ní lục xây ban miên bà xa tha lục xây ban cho bạc đề vót chân nằm bòm bồn rồi chặt sập mồi bê nông lục xây mẹ dụ bàm màn đáy bê nông nhóm mê là dụ đọc rộng vấy chân nằm lục xây miên cua xa hai rừng nở cà nông nơi để tập nhập chụp riêng về lục xây cho là bạn để vọt nâng lục xây cho tập nông cầm na hay nơi nông con pol na đã được có mấy xong lục xây chưa điệp rộp làm ẩn tịch mà cà chua với bà để vọt môn nguyên chỉ con pol tế cà nâng thay cả hôm nơi chua nơi nông bầy chị thà chỗ buôn là con ông bảy mình toàn tranh mục là tam cung bình lên thế là toàn trắng chóc châu chỉ mũi kê tới ăn miên chỉ con chị ấy thế cứ miên mệt đập non hay là nia là xa cầm lăng kê lạc chân tới mình miên chỉ ông gặp hiệp ấy thế bên ông chẳng sầm ác con hay về nông nè na chỉ nè nom lục sấy châu nông cho là nè nông châu nông bạc để vọt nông đá lục sấy cha mẹ nè trong màu chùm rôn nâng bằng phốc ao châu luôn nông cho là nè đập bay tàu su đùm tàu chết bị chia chôn mẹ nè trong màu ao rốn tài nhung phịch ao hay sao mày đâu lục xây nơi chăm chung quạt tép quạt nông miên tuần tì chìa vậy đá hay nơi chăm bàn thà về nông cứ chung mật con chìa nẹ phải chăm nơi cái lại nông chìa tu nè tí chìa cả nạn đồng bòn chìa xa má chức cực bọc cả nạn đồng bòn
Som akon. Ta pe nang ke ai lok srei ke ai ke min pdal tun ti ai lok srei dai ru ko yang mai dai lok srei. ចាស់ស្ដាប់មិនតន់ខ្ញុំចង់សួរថាពេលដែលលោកស្រីចូលចលនាបដិវត្តន៍ហ្នឹងគេមានផ្ដល់តួនាទីជូនលោកស្រីដែរឬទេហើយបើគេផ្ដល់ឲ្យតើគេផ្ដល់តួនាទីអ្វីជូនដល់លោកស្រីដែរពេលចូលដំបូងគឺមិនតន់មានតួនាទីអីទេក្នុងជាសមាជិករបស់គេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងក្រុមជាមួយគេជាមួយឯងទេ តាមមានទូនាទីអីទេចាសូមអរគុណអញ្ចឹងគេមានឲ្យលោកស្រីធ្វើអីដែរអញ្ចឹងគេឲ្យលោកស្រីធ្វើការងារអ្វីដែរបើពេលលោកដែរលោកស្រីចូលក្នុងចលនាហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺឲ្យនៅក្នុងភូមិដឹកនាំប្របួលយុវជនជូនារីអប់រំយុវជនជូនារីហ្នឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់ការងាររួម ធ្វើរួមតាមបន្លែបង្ការជារួមបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តកំណត់ជារួមអត់ចេះធ្វើរួមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លងចូលទៅជន់លោកស្រីខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាតើនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកស្រីចូលទៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ហ្នឹង លោកស្រីមានប្រទេសឃើញនៅហេតុការអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែររទេលោកស្រីមិនជួលបាញ់មិនជួលទីមតិរបស់លោកស្រីខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីឡើងវិញចង់សួរថានៅពេលដែលលោកស្រីចូលធ្វើការងារបដិវត្តន៍ហ្នឹង តើលោកស្រីមានប្រទេសឬក៏ជួបនៅហេតុការអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរទេ នៅពេលនោះមិនតាន់ឃើញមានហេតុការអី Menteri Satu, Binut Mung Opeko, Piang. សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីតាមរងរដ្ឋបពមីនីបន្តសំណួរឧបករណ៍ដំណើរការវិញហើយសូមអរគុណលោកស្រីតើលោកស្រីនៅចាំបានអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរលោកស្រីពីមុននឹងដែរឬទេលោកស្រីចាចាអញ្ចឹងសូមលោកស្រីជួយឆ្លើយបន្តិចមក
nhôm sôm xua tha ta lục về đại lục sậy châu thưa bà để vọt nâng ta lục sậy miền bàn bạch tè rư cổ chụp rư cổ đăng rư cổ lư nó hết cả vậy để cuối có sừng co té môn môn chân nam môn ngày đồng bờ mê sa chật sầm bên này ta tăng về lục sậy châu châu là châu nạp bà để vọt rồi hậu đó chân nam mà đồng bờ mê sa chật sầm nâng ta lục sậy miền bàn đăng rư cổ lư rư cổ bàn chụp nó hết cả vậy để cuối có sừng co là rư cổ ọt អំឡុងពី75មក7គុតនឹងអញ្ចឹងហើយលោកស្រីកំឡុងពេលដែលលោកស្រីចូលធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1971រហូតដល់មុនថ្ងៃ17មេសា1975តើនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងលោកស្រីមានបានជួបឬក៏ធ្លាប់ដឹងឮនៅព្រឹត្តិហេតុណាមួយកើតឡើងដែរឬទេបើមានសូមលោកស្រីជួយរៀបរាប់បន្តិចជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណនៅពេលនោះយើងខ្ញុំមិនបានមិនតន់ចេះវិភាគនិងពិនិត្យតាមដានអីទាំងអស់ទេព្រោះនៅក្មេងណាស់ហើយហើយក៏ចូលធ្វើបដិវត្តក៏ទៅនឹងគេអញ្ចឹងទៅទៅរួមចលនាគេអញ្ចឹងទៅមិនបានឃើញទិដ្ឋភាពអីទេសូមអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់ថ្ងៃ17មេសា1975វិញនៅថ្ងៃ17មេសា1975ហ្នឹងតើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីរស់នៅឯណាដែរចាឆ្នាំ1975ក្រុមគ្រួសារជាឪពុកម្ដាយឬក៏យើងទាំងរូបលោកស្រីផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីតើពេលនោះលោកស្រីរស់នៅជុំគ្នាឬក៏បែកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រីបែកគ្នាឪពុកម្ដាយនៅតាមភូមិនិងស្រុកកំណើតដដែលចា៎ហើយបងប្អូនគេចាត់តាំងឲ្យទៅចាំចាប់ខៀលគោឯរូបខ្ញុំគឺធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយហើយចូលរួមក្នុងចលនារបស់គេនឹងទៅចេញពីស្រុកកំណើតខ្លួនចុះថ្ងៃកងតបរំដោះ17មេសា1975ហ្នឹងតើលោកស្រីនៅឯណាដែរហើយពេលដែលកងតបខ្មែរក្រហមចូលម្ដងហ្នឹងលោកស្រីនៅឯណាលោកស្រីមកជាមួយគេឯងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីអាចជួយជំរាបជូនអង្គជំនុំជម្រះបានឬទេបុណ្យថ្ងៃប្រមាណសឹកបញ្ជាក់សូមលោកស្រីបញ្ជាក់សាស្ត្រមិញខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកស្រីខ្ញុំចង់សួរថានៅថ្ងៃ17មេសា1975ហ្នឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងលោកស្រីដឹងឬក៏អត់ទៅមុនថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញខ្ញុំចង់និយាយពីថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញហ្នឹងចាគឺថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃ17មេសា1975ហ្នឹងលោកស្រីនៅឯណាធ្វើអីដែរចានៅថ្ងៃ17នៅដែរមុនរំដោះហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងក្រចេះគេមានបង្កើតជាកម្មវិធីមួយគឺសម្រាប់បញ្ជូនកងតបធ្វើជាវិធីអីពិធីមីតិងបញ្ជូនកងតបសម្រាប់ចូលមករំដោះភ្នំពេញហ្នឹងបន្ថែមទៀតកម្លាំងបន្ថែមទៀតគឺអ្នកខ្ញុំនៅជាមួយនឹងដែរពេលដែលកងតបរំដោះបានហើយតើគេឲ្យលោកស្រីធ្វើអ្វីទៀតលោកស្រីចាលោកស្រីណែ
cái bê rộng đó hơi nhưng nhóm nơi tàm mô lực than cũng không chung rôn ca bằng khô bằng cao phân chứ cả sự cam nâng bài giang tầng ơn nâng chào xong ạ con đời xa ta lục xoáy cứ chia ơi xa má chắc mẹ nâng nông cho là nạ bạ đề vọt chẳng nhóm trong số tha về nông cái miền tây tăng lục sợi rồi có cái miền tây tăng lục sợi ai thưa với rồi có chặt lục sợi ai thưa với cái bị càng thưa càng nghe tụ tư đây rồi té về nông mình miền cái chặt tăng nhóm ao từ tua nông mua là than hùng không nồng dạ chắc phê ná đại kê ở lục sợi rịp ca đá lục sợi chắc nơi chân nằm mà con bằng buôn rồi chất sức bằng buôn nơi lục sợi phê kê ơi phê lục sợi rịp ca nơi chân nằm chất bằng mối nâng cư chữ ca rịp ca đại lục ơi bộng đá lục sợi chỉ nẹ rịp chăm áo ý rưu môi có dạng mạch đá xong lục sợi chưa rịp rộng bì xa nạp phê nông tịch má à phê nông kê ở bộng mặt đá ý cư mình ban xâm rạch chất tê chân tái nẹ cực rộng kê nẹ rịp chăm cư con áo lục sợi tha miên nẹt riệp chấm nằm cùp con ao ấy ta nè nà kê chỉ nẹt riệp chấm nằm cùp con ao lục sợi đá chắc hàng cần đặt đồng bọn cần sao mà con ta ơi cần đặt đồng bọn để lục sợi ban lược bánh mấy nước ta cần đặt đồng bọn nà đá lục sợi hay quạt miên chua vậy đá nông cần đặt cam ca đồng bọn những kỳ sầm rạch chẳng ốc ní miền chung gì xong lục sợi chơi bị chạy lang vinh tích mơ thật tá ơi cần đặt đồng bọn để lục sợi lược lang nâng cần đặt đồng bọn na đá lục sợi cái nạn đồng bọn nơi nông cái hai về nốt cái hai đồng bọn pram rồi pram cung hệ ấy sàn cho chú mua gì đại lục sợi ban lượng bánh mấy nâng cứ trên ở nà kế hay có miên tuần tì ấy vậy tuần tì ấy đấy cót thì đàm lái cót chia nẹt tụt tua để tụt tua tua để ti chia hàng xe tập cảnh về môn nâng bản tịnh những từ miền lục gia em một gia em chia bản thiền đó đó lục gia em từ tụt của rế lục chí là chia bản thiền mình chẳng xong ạ con chẳng ở nhóm xong bà chạy lục sợi tích thật ta ở về nóng cứ kê chặt tăng lục sợi ở rịp cá nóng ở chứ ca mạ chặt bỏ lục sợi đá rư cơ mô dàng mạch đá lục sợi ca chặt tăng là về nước cứ đầm rơi ca
tư tam cả chặt tăng bỏ kê cứ khuôn miền sân bậc cài phần năng ấy chúng mới kê tế cứ ao tự chọn ná cứ tự chọn nông tham mô sầm mày nông tư mẹ na tôi chưa quạ vân nhang mấy có trời ta tự tu đấy chả sầm ốc con chắc nhom sôm so tha pe để cái môn nâng cái ao lục sợi điệp ca nâng cái miên ao đầm nâng lục sợi chỉ môn tế tha ta ở thời điệp ca mỗi bờ rõ ni bờ rõ nu rư môi có hai lục sợi từ bạch chôm nằm bay prab lục sợi rư có ấy ta cái miên prab lục sợi chỉ môn lại đăng đăng khuôn chỉ môn này được tế lục sợi chà pe nóng cái su này su đái tại niệm nhóm bàn cài mình rôm vô tại cơ nơi tại cho chạy cầu cầu mong tiếp nơi tại xua đào đào đá hơi thì bà bị mùi thà nên nhom nó cứ một rừng đòi lưu biển đi thưa ao thà miền ở ram mùi thà khay cuối đào hàng sọt sọc bọc luôn chẳng á chẳng có sầm rách chất thay cho prom tàng chờ sơm ốc con, lục sợi ai bị chẹt bàn thế thật ta nó nà kế chuyện nè, prab lục sợi rồi có xua lục sợi dòng pi cà riệp cà nắng, hay cái prab lục sợi dòng đôi mà đạch đá. Chắc xong mình chuyện mà đòn tiền. Nhôm xong xua thà ta nó nà kế chuyện nè, prab lục sợi ơi riệp cà. Nó nà kê, chú mô ấy, quả miên tuần tì ở vấy, chỉ nè, prap lục sợi thà, nè anh trở rịp cửa xa. Cứ chú mô nè, mất côn, chứ xa mà chắc cả nạn nằm bọn nâng đài, từ tốt nạch thang dồn thì. Nhôm xong ai lục sợi chui bị chị ăn tích ban đấy bị pru hờ bị khang đám lục sợi ban lược lang tha khang cả nạn đồng bón miền chmu yi miền chmu côn chị hơi nâng sma chật môi chầm đồn tiết chị nẹp prap ở lục sợi nâng rịp cục con lục sợi ơi điệp cả ta lục sợi ai chui rôn nực mơ thật ta ơi tất tập hiệp nực pê đại kê ở mà prap lục sợi nâng kê co lục sợi tơ bị chốm rư môi co kê mà prap lục sợi nực té rư co giằng mạch nơi bên nóng cây mình mau prap toàn thế chả cây ao cả nặng không vô bộ đồng bền đi mau prap pro bên nóng nhưng nhóm được vừa càng nghe được nông sản hạ cung được nông không không nâng á được rồi chỉ mùi nông cả nặng không nâng ra chả ta pe nong ke prab lok srei yang doy mdaich dae lok srei aa chuay riep rop lom an tich ampi piek samdai da ke prab ma lok srei ke ban bichea mo hau mo su hai prab tha mit lau ni ke aoy mit mien kruosa hai che muoy chmuoh samak mit ni mit do yang tang cha ke prab ta panang sơm ốc con, pe để kê prab lục sợi đầm bóng ta lục sợi mè rắm chẳng mạch đá, hay lục sợi pin chặt cho muối nâng ở vây để kê lực làng đi đại được té. Nếu nhóm mình pin chặt thì chẳng phải về lòng, tai mà đằng phơi mách, bao giờ pe nóng thì trong mình chạy thà bao giờ rừng phải tấn, kê nâng cầm nọ thà dương. Và chăng chỉ mùi kì anh chấm á mình có rốt tam mê kia mình có rốt tam bót mình chia rồi bót nạn lơ rồi hỏi có xâm ra chất vô prôn thần xâm ốc con
cho nơi khnông than ở phía bên nút lục xoay miền xã lập bong nơi khnông ca bọc cây tham mình thưa tam đại rồi tết đôi tham mình prom rệp ca mùi bồ rọ nắng tê prua kho lệ khăn bò lục xoay lệ khăn để nơi khnông chặt bò lục xoay để cất đầy chấn nè thật ta lục xoay miền xã lập bong nông ca bọc cây chỉ mùi kê ớt chắc về nông nên khi ông bàn bọc cây chỉ tràn lơ chỉ tràn xa để kê mọc xuống tại trong cõi kê miền biển mùi này dây thà cả đất đầm bón thà ao thà mật ai mật rừng nè mục rừng nè chẳng á hỏi kê gì tràn tiếp ta kê ọt bàn mình chạy phạm nông chỉ gì là biển mệnh rồi chẳng nên khi ông có mẹ cà phui bà lòm thay thàn chẳng thế sum ở con chăng môn đăng ở lục sậy từ tua bò miền đăng lục sậy miền đài lư rư cổ đăng ngầm pi cả này nè ca riệp ca bò nè đã tới đã miền ca để cái thử prap đôi lục sậy đài hay than ở phía bắc kia đăng dạng mạch đài lục sậy miền đài đăng lư cổ lư rương đăng đài rồi té cha nập về sầm mai núc nhom bàn đăng nở rương cả hai khla chúng tôi mất tiền lai đàn nữ ông cấp hiệp sen sen chia chỗ thia chia ấy chia cửa xuông ấy sen sen trắng cứ kê cầm tát chia cô ca bao kế cứ miền cứ pra ca chặt tăng chặt tận đó chẳng cô con mất ní tân được mất nung tân được mất ní dân tới thấy hai màu pháp dân tới cầm nọt ngay riêng ca thầm bọn sao mà con bẹp con chỉ mùi rương lục xoay vây mà đòn ta ở phê nóng kê prap lục xoay ở thời gian bê bầm mán tớp kê cầm nọt ngay ở riêng ca hay cha nó về nó ba hai chia một khai cho cái miền ban ở địa bề mặt hai chẳng cái miền ban chu nằm nắng tờ bụng mặt đai được xoay đầm bay sông anh nhà thay ao được xoay nắng tờ riệp mũi bờ rọ co được cái kho này đây được tế ta cái miền sông cả anh nhà bìa bụng mặt đai được xoay đây được tế nhôm nơi chung ai cứ ở bàn đằng thì xong mà con chẳng người nhôm xong châu đó ở pe lục sợi riệp ca tạm đòn nước non ngay để lục sợi riệp ca nắng ta kê ơi miền ban anh chơi nhà bọc mà đai khang lục sợi có đôi chiếc khang ở đây bao lục sợi nắng mà châu rùm nước non cầm thì bao lục sợi đai được tế cha là về để ngày đẹp cá từ khơi cận chơi màu đèn sòng khàn sao mà con ta ở bị thi bỏ đẹp ở bị thi đẹp cá bỏ lục sợi nắng tới bao màn cù đấy hai cái miền vừa tập tam tập bay này đại được tế ưu tiên họ đôi chỉ miền plei ca miền ấy tập tam tập bay này không ai đại được cả on cha cam vị thi xong chấm đẹp cam vị thi nơi sớm mai nốt mình vừa tập tam tập bay này được bọc ngày dân tề kê khu côn ở mong côi tâm khne chẳng tới nâng bọc mà hà chôn chẳng tới hai lan chạp ở rộng lại nó côn được quốc kê nâng chắp ở rõm bản to ca nghe từ mục tiên đấy chẳng miễn tập bản năng tích xong ạ con
Chứng cơ ca chạp bà rõm kê ai lục sợi thơ vầy tiết lục sợi. Đó về cơ bị chạp bà rõm rồi ở hai. Cảm bị thi ta rụng sai. Kê bà ca rồi hai tư kê rụng sai. Kê nguyên cảm bị thi chụp liền tới. Sum Akun, chung yum som, but yet nung looks rain thick, dysa, tie, looks ray good semachet, but they bought die. Chung yum chung, some so ta, ta, rib a peep, peer nunky, came me and bind chai, the tam, uti hot ha, net day, no knong, គណៈកម្មាភិបាលត្រូវរៀបអភិបាលជាមួយនឹងគណៈកម្មាភិបាលប្រជាជនថ្មីរៀបអភិបាលជាមួយប្រជាជនថ្មីអ្នកដែលនៅប្រជាជនចាស់ត្រូវគូកងជាមួយឲ្យរៀបអភិបាលជាមួយនឹងប្រជាជនចាស់តើលោកស្រីមានដែរដឹងឬក៏ឮក្នុងករណីហ្នឹងទេលោកស្រី បញ្ហានេះ ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ nơi khai ca nè thế mình đại biệt thì pro còn lo máu dương nơi khu đặt đặt đòi lại vì thế mình ăn đồng mà lục sấy nhôm xôm Trong lực ca trong trăm bao lục sợi tích thật ta lục sợi ai chui rôn nâng tích mớ thật ta lục sợi ai trăm bàn tế tờ lư lạc khăn này ca rìu bìa bìa nâng. Ta kê đã lạc khăn dạng mạch là nâng nông xa máy nô. Chúng bố ca rì ơi ca bố con cú ở bìa bìa nì. Để khi mình sử dụng lý bánh hà lẹ khẳng đằng bố ca riêng châm rồi bỏ kế Kế cụ cung nẹ nà hớt Trâu ta tự tu cho ta riêng luôn ta tam ông ngập hiếp ca nghe bọc luôn đại luôn thơ nâng riêng riêng luôn tới Mình miền khơi miền đặng Bọc bánh nhạc ở vầy tê Sum Akun. Chẳng nhóm chong xua lục sợi bị chạy điện thà tá nơi pê đài rịp ca rùi nâng khang ong cá kê miên bà đo lẹ khăn lo đo lục sợi đài được tế xâm rập cu đây bà bôn thamay mày thamay ông đôi lục sợi ní Ất miên ấy đẳng ớt chà Cứ thơ mặt đa chân tử Sum Akun, sum lục sợi, ta lục sợi ai chui rôn nước mưa thật ta cày cà ri bắp bì bì bọc lục sợi nắng, cây miên đầm rợ lục sợi nắng tới xăm tầm này thế hay về để tới xăm tầm này nắng miên cà tam đàn pì chlop đại được còn. Chà, bánh hà nắng từ miên, chấm bôn nẹt đè từ khnề dân tới cây mình miên cà tam đàn thì chấm bôn nẹt đè mình pin chặt được khnề, mình cho sầm rong khnề. Cứ kê tạm đàn sơ kê luôn đạp luôn vô bộ mềm chứ hầu hai đầm bì hai tờ ốc rung nâng bộ mềm Chắc cả này lục sợi
rương rác bao lục xoay bà tòa nâng ta ta miên ca tam đàn đôi ở vầy để lục xoay bàn lực làng bánh mạnh tế. Chẳng bố rương khả nhóm bà tòa cư khả nhóm ca tam đàn tế. Bố nên khả nhóm cư nơi tại sinh nghiêm chẳng tới. Tôi bình chất rừng mình bình chất nơi tại sinh nghiêm tôi chẳng mình cho xâm rộng khả nê rộp thái. Còn nơi tại sinh nghiêm riêng khuất đó chứ nó kì ơn miền đầm thôi chẳng. Xong ạ con, chẳng nhóm xong ai lục xoay chùi bằng phương tích mà thà Kroi liệp ở biệt biến nâng, mấy lục xoay bàn lực lang thà lục xoay mình miên ca cho xong rong kênh đài bằng tá nấu nghiêm. Mù là hẹt ấy bàn chìa lục xoay nấu nghiêm. Vì bố ấy vì chìa rương kê ta chỉ vượt bao lục xoay hay chẳng. Ở vậy đây lục xoay mình cho xong rong hẹt ấy còn nấu nghiêm thôi vậy. จะส่งจำเรียบลูกชายถ้าสมัยนู้นเกี่ยนดำเนินการคือเทวดาตั้งการจัดตั้งเกี่ยจัดตั้งระเบียบตาหายใจดำเนินการเทวดาบ่าวมันเทวดาคือยืนหนึ่งเมียกับพบถ้ายืนเรื่องจัดตั้งประชังหนึ่งเมียเกี่ยเกี่ยโรเรื่องโยไล่ใจโยไล่จบ sắp đặt sắp giang chân chân chân. Xong ạ con, lục xoay lực lãng thà bà mần thuở tám kì rô rương thuở hình chè thuở hình cho rô lê ni lê nụ. Tao bê, ta nà phiếp chạy xa đây nâng nông cầm lòng bê nâng thuộp miên nè đài mần thuở tám đài rửa tế hay bà mần thuở tám ta miên cạn này với cạn lăng chùm phù bà cô nụ đài rửa cơ ọt. Chà, còn lo máu cứ mên. Nè, chẳng quốc nét đây mà thưa tam và cây cái rừng tự tấn. Cứ kê hai màu bà mên. Hai màu bà mên. Còn tái nên khi nhóm bản ban lưu thả kê bà mên là biết mạch tê chà. Còn đang thả kê hai tư bà mên. Krau y bê đã tranh màu vĩnh chôn cá mên nẹ khlác cứ lê thăm xâm lạc luôn. Rước có tờ lộn tật xâm lạc luôn của miền đại trời. Xong ạ con, xong lục xoay chui bình chuyện tích nhẹ để liếp thân nam xâm lạc luôn, có đôi chỉ lộn tật xâm lạc luôn nóng. Ta quạt lộn tật quạt ở miền cầm hội kia đấy, mù là hai đấy ban chỉ tờ lộn tật xâm lạc luôn được chứ nè. Dạ thà mô là hết cứ mô bị ca bọc không này ca riêng cả. Đòi luôn màn bàn xe mạng chất. Đòi chấm trơ ca bọc mềm thèm tiết. Nó phê khách. Có xâm ra chất tân chân tấn. Xâm ạ con. Ta bỏ miền đại lục xoay bàn đăng thay miền nẹ lột tật. Cậu đôi chìa nẹ lệp thân nam xâm lập nâng lục xoay bàn đăng đọ tam vị thi nà đáy hay đăng pi nọ ná. Mình bàn khởi nên khi nhóm mình bàn khởi nực này tế tại miền mật, mật đa mật. Đó tây tiết đại kỳ bàn lưu to to khi nếp rạp thá mật nít lạp thời. Đói mù là hẹt nít, mù là hẹt lúc mình chẳng. Xong ạ con. Nhóm xong xu bẹp bọn chỉ môi nâng rương lục xoay một tịnh. Lục xoay ta bê đề lục xoay rịp ca hơi nâng để ông cá có chặt tăng ở lục xoay rịp ca chẳng ta cái miên nơi ca cho chặt tục đạn
ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែរទេ សម័យនោះគឺជាធម្មតាការរួចទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកត្រូវឬក៏មិនត្រូវក៏ដោយដល់រួចទៅនៅអង្គភាពផ្សេងគ្នាគឺវិលទៅកន្លែងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅនៅដាច់ដោយឡែកឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាប្តីរបស់នាងខ្ញុំគាត់ទៅខាងក្រសួងគមនាគមន៍ទៅ ហើយខ្ញុំគឺនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំនឹងទៅសមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់តិចប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីគេដែរហើយគាត់មានតួនាទីអីគេដែរសំចយហៅមិត្តឆាយ មានទួនាទីទទួលផងត្រូវខាងធ្វើជួសជុលស្ពាននៅតាមនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដោយស្ពានទាំងអស់នេះក្រោយពីសម័យលន់នល់ពី ដឹកនាំជួយដែរជួសជុលធ្វើស្ពានទូស្ពានធំវែងខ្លីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលសូមអរគុណអញ្ចឹងពេលដែលរៀបការហើយលោកស្រីរស់នៅជាមួយគាត់រហូតតតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីតែអត់មាននៅជាមួយទេបានតែ២ថ្ងៃគឺ គាត់ទៅអង្គភាពរបស់គាត់វិញទៅខ្ញុំនៅអង្គភាពរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងសមអរគុណចុះអើយក្រោយរយៈពេលដែលលោកស្រីរៀបការបានប៉ុន្មានទើបលោកស្រីមានទីពោះចារៀបការរួចប្រហែលជាមួយឆ្នាំ ទៅមានទៅពោះកូនមួយដែលស្លាប់ទៅសមអរគុណតើលោកស្រីអាចរៀបរាប់បានឬទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកស្រីមានទៅពោះនោះមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងចំពោះលោកស្រីដែរឬក៏អត់ ខ្ញុំនិយាយពីរឿងអីខ្ញុំសូមសួរថាក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកស្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើមានហេតុការណ៍ឬក៏រឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មអីកើតមានចំពោះលោកស្រីដែរឬក៏អត់ចានៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមិនទាន់មានបញ្ហាអីនៅឡើយទេចាធម្មតាដូចប្រជាជនដទៃអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការងាររមុំរមុំ ແລະຈັ່ງມັນຈະຖ້ວງຖ້ວໄປໃດຈັ່ງເປັນນະໄດ້ລູກໄສຖ້າເປັນກໍາລັງມີໃຕ້ປູມັນຕ້ອງມີເຫດການອາຍການຫຼັງເດຈັ່ງເປັນນະໄດ້ມີເຫດການກາດຫຼັງຈົ່ງປູຄົນລູກໄສຕອນໃຫ້ເຫດການນັ້ນກາດຫຼັງໂດຍລະບຽບຫມັດໃຫ້ເລື່ອງອໄວໄດ້ សូមលោកស្រីជួយរៀបរាប់លម្អិតបន្តិចមកអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីចានៅពេលហេតុការដែលមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺននិងសភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់គឺនៅពេលដែលគេចាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងនាមយើងជាប្រពន្ធ គេចាត់ទុកថាជា សាច់ញាតិរបស់
chôn cơ bọc chiệt. Hai cây co và môn dương thật đặng mặt đông. Đại miền ao chôn đó tí màu vẹn con cho mùi. Mà xua sốc tục mà lên mà ấy nẹ đại màu chân sắp thần nuôi. Màu chúc màu ngày đại kỳ. Mình sân miền nẹ nẹ khơ nhảy chân bằng. Bạn mà xua nằm mà mát phí mát. Bạn từ về nhà. Đối chân ác kỳ bởi mô thật đặng mặt đông. Chúng bố. Đại miền ca nụ bạc về tình đê. Côn tu. Hô bà bò, chà hô bà bò nông mà nẹ. Nè buôn nẹ mà cả phong khử buôn nẹ. Nông mà bê nông buôn nẹ. Áo thật thôi ca tới hai con tôi nâng. Đại tập là ca hợp nâng cứ áo mẹ đọc vì nẹ. Cục cồn khmer thì rộn nâng đọc nẹ anh chân. Rồi chân vì miên phiếp ứng bạc về cho nên á. Quát mà nẹ mình ai bằng bài con, pram mà nẹ bàn thế, ta con quá khuôn quá thiết. Đoàn chăng thua ở con đi, về tình nề. Chà. Vì dung vì sài, bình tắc bình đầy, luôn môi, đặt môi lợt môi, đặt môi lợt môi, ở lùm bạc về tình nề nà. Ai nên nhóm cực kỳ, ai từ chùm rè, chương bột, chương sâu. Chúng ca, nâng chúng nó tam chúng ca. Từ tháng ngày màu đọc môi, bàn mặt đòn, khương côn. Vì nơi, anh này là bây nhìn nè, bây mình cái tên, mình cái nào vậy, thế chả xong rồi. Xong rồi con. Ta kê chập ở đây lục xoay nơi nông chân năm nà đấy. Đòi mù là hai đầu với lục sợi. Chà, chập luôn nơi chân năm. Mà con bằng hồn rồi, chất sắp bằng bầy. Cứ bê nó cứ mình đăng mù là hai đầy đi. Bộ thơm ở đá, khang kẹt mình đẹp cũng khuyên cả tệ tố chỉ mùi. Này sắc tề, ca thua sắc tề. Cứ miên tại ca ly chơ cặp chơ. Đối chứ này mê rương ấy để ta có bọt chết. Đàn dân kia chào thay dương trên nhạc bọt chết. Chỗ đây chỗ chương ở Việt Nam, ở Phê Na Spiên để tắt bọc lăng đách. Đách ở tháng ấy ca phía bán ta phê giúp. Đừng ngất. Phê đại sầm nắp màu cô. Bọc lăng tới bạc viên bạc ấy khi cháu thầy dương chiếc mang dòng thầy. Thường tiên sinh là mình ai tập trung chung cọp tới sở mô phung ban thử bạc ca được thả bạc thuốc bạc đậm nà ấy chẳng á. Đoàn chẳng tới bị cháu trầm miên quanh hà ninh tích nôn tích những cháu trầm vô lạch cục bạc giang chẳng tới. Xong ạ con. Ngày mối kê chả. Xong ạ con. Pê để kê chạp lục sấy miên đăng tế lục sấy trong giấy tha. Pê để kê mà chạp lục sấy nâng kê chạp nơi chẳng phu một lục sấy rư coi dàng mạch đá lục sấy. Chà chẳng phu cả chạp nâng cư ọt miên nơi chẳng phu một nhóm tế. Cứ nơi ông hiệp bọc quạt, quạt tới cái lại bọc quạt này, nhóm nơi xã hạ cổ. Quạt nơi ông hiệp bọc quạt mình ti, mình ti, bọc cái con nơi. Đoàn đang tới miền nè là xá kê ao xa bọt quạt. Chơi từ bà chung, từ riêng, đi chân. Thôi có thể con tới tới. Chỉ con tới. Tới tới mặt luôn. Tăng vì ngày nâng máu ăn miên vươn mà bình tỏ sợ. Đọc rồi máu ăn lưu cha mà ràm sơm sơm tới ban cái áo cô rồi miên tha, cái chắc thời. Ai khơi chuyện sau đây được này cứ mình mang khơi gì. Xong ạ con. Pê đại lục sợi lưu bò rồi miên tha, cái chắc đầy lục sợi, pê nông lục sợi mẹ rõm dặn mạch đá.
Nhưng khi nhóm mình phép đồng bạc, nó ca liệt rộp. Mình ai, tùy thà mình ai định như chánh á. Cả bắt bóng mình luôn mình nè. Tôi chỉ bên môn sẵn lăng, nhưng mình sẵn lăng, có bàn rung rôn nơi chung mình khả nè hói. Đó là phép gọi cả đau chung mình khả nè hói, có tay tầm nhìn mà nó sẽ chết tầm nạc chế riêng. Rồi hôn tự chắc. Ở trên này bên đó cũng mình cả tỏ sọc lăng á. Hãy không bê nó cứ nên không tập sẽ xoay chạy và phi khai chứ thôi ở to cron nhẹ rồi mình mê mê rô cron chanh tới cứ chập nhẹ ta tê chẳng tới to sẽ xoay chứ thế lúc giống mình ở cái khơi tiết chứ cầm ao cái trâu dường thà mình nên nên chọn nên nên là cá cá bông nơi sẽ nấu để cá bông ấy chăng á ông cũng được xây mới tivi ông dùng để phát ca sâm rạm phim ti chập pin này tới xong chân cao chờ